xin chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh của Dương KC. Ok. Đấy. Thì là anh em ạ, hôm nay mình làm một cái video này, nó là một cái video bóc phốt toàn ngư anh em ạ. Đấy. Thì là hôm nay mình sẽ bóc phốt cho anh em biết là toàn ngư nó có một cái thói hư tật xấu, là một cái thói rất là xấu anh em ạ. Nó ngủ lúc nào nó cũng cho tay vào chim. Mình không biết là nó ngủ làm sao, cứ thề với anh em luôn là ngày nào nó ngủ, lần nào nó ngủ là nó cũng thò tay vào chim anh em ạ. Đấy, tí mình sẽ cho anh em xem là nó thò tay vào chim như nào anh em nhé. Buồn cười vãi chưởng ra đi, để thằng Cung Vương buồn cười không em? À, buồn cười không quen? Cười. Nhưng mà mày thấy thằng Toàn Ngư nó có bệnh hoạn không? Mẹ ngủ lúc nào cũng thò tay vào chim nhỉ? hay là ấy hả? Hay là nó mơ? Chắc là tối nào nó toàn nó sầm ông em, nó bảo ui mẹ thằng này thiếu em thái nhỉ, nó bảo thiếu em cuộc sống anh không chịu được. Ui không phải đâu, chắc là ngủ mơ hay sao ấy. Chắc ngủ đấy nghe bạn. Thì là thằng Toàn Ngư là nó, mình nghĩ là thằng này là biến thái nghe bạn, biến thái. Hoặc là nó bị BD, hoặc là kiểu là nó không có người yêu, nó thiếu thốn người yêu, nó thiếu thốn tình cảm quá nên đâm ra là nó sinh ra bệnh hoạn anh em ạ. Đấy, thì là nó đang ngủ ở ngoài kia, vừa lúc đấy mình đi ra ngoài kia mình thấy nó thò tay vào chim nên là mình mới quay luôn lại cái vlog này để cho anh em biết là ở nhà nó ngủ như nào, nó tay toàn thò vào chim anh em ạ. À đây, cho anh em xem cái này là anh em, mình nghĩ là nó bị bệnh hoạn thật anh em. Đây này anh em nhìn này, cái con này này. Đấy. Đấy anh em nhìn chưa? Đây để mình quay review gần cho anh em xem nhá. Đây anh em nhìn thấy cái con gì đây chưa? Cái con này là cái con Aminia này này. Ơi anh em chị. Đấy cái con này thì là thằng Toàn Ngư nó mua, nó tặng mình ấy, mình nghĩ là nó biến thái nó mới mua cái con này. Đấy, nhưng mà để vào cây máy tính cũng đẹp phết anh em ạ. Đấy nó bảo là nó mua, nó tặng mình là để vào cây máy tính này. Anh em nhìn này. Đấy, ui giải này. Đấy, anh em thấy chưa? Cái này chắc chắn là nó bệnh hoạn luôn, nó bệnh hoạn nó mới mua cái này nó tặng mình này. Đấy. Cái dàn máy tính này thì nó và anh Hùng là lấy tiền mình chôn mình, mình rất là bực nhưng mà không sao. Bởi vì là mình cũng tính là mua một cái dàn máy tính để sắp tới mình sẽ làm thêm stream game với anh em. Đấy anh em này. Đấy, tổng môn nhà nó đấy anh em nhìn chưa? Nó mua cho mình cái con này chắc chắn là nó bệnh hoạn thật rồi. Đấy, nhưng mà để vào cây nhìn trông cũng đẹp phết anh em ạ, nhìn trông cũng dâm dục học phết đấy. Đấy, đấy. Thằng nào đây? Thằng nào đây anh em nhìn thấy thằng nào đây? Thằng Dương KC chứ cần gì nữa, quá đẹp trai luôn. Đi ra đi, ra đi. Đấy anh em này. Anh em nhìn chưa? Này, mẹ ngủ cứ thò tay vào chim rồi. Dạ. Mẹ đỡ hiểu cái gì anh em. Lần nào ngủ cũng thò tay vào chim. Xong rồi khóa quần người không kéo rồi này. Mày kéo khóa quần cho anh máy rồi. À cho em máy rồi. Kéo khóa quần vào. Thằng này không hiểu cái gì anh em ạ. Ngủ toàn thò tay vào chim thôi. Đấy, không biết có mơ cái gì không nhỉ. Khít à. Xem tay nó làm gì ấy. Hả? Xem tay nó làm gì. Thối à. Mùi à. Khai. Khít quá. Quá. Ôi trời ơi. Toàn này, Toàn này, em đéo ngủ sao Toàn thò tay vào chim vậy em? Quay gì ấy? Hả? Thấy mày thò tay vào chim mình. Quay gì? Chọn gì? Anh có chọn mày cái gì đâu? Bối xấu mày cái gì? Anh thấy mày thò tay vào chim nên quay lại. Ok anh em ạ, quay cho anh em xem là Toàn Ngư nó bệnh hoạn biến thái như nào ấy, ngủ toàn thò tay vào chim rồi. Đấy. Ok chào tất cả anh em nhá.